Cũng tại tỉnh Thừa Thiên Huế, vào tối ngày 27 tháng 6 vừa qua, tại xã Phú Diên, huyện Phú Vang đã diễn ra lễ công bố xác lập kỷ lục Việt Nam về kỷ lục thế giới về tháp Chàm Cổ chìm sâu dưới cồn cát ven biển được khai quật và bảo tồn đầu tiên. Theo đó, thì tháp Chàm Phú Diên là công trình kiến trúc Chàm Ba cổ đại được phát hiện vào năm 2001 tại huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Trước khi xuất lộ và khai quật, công trình này nằm sâu dưới lòng cát và thấp hơn mực nước biển chừng 5 mét. Tháp được phát hiện không còn mái che, toàn bộ tháp được xây bằng gạch nung với kỹ thuật xây dựng đặc biệt của người Chăm. Hoàn toàn không có vôi vữa trên diện tích khoảng 30m², độ dày mỗi bức tường là 90cm đến 1m. Chính giữa 4 bức tường của di tích được thiết kế 4 vòm cửa với những giá trị về văn hóa, lịch sử của công trình. Tổ chức kỷ lục Việt Nam, Vikings, chính thức ký có quyết định xác lập kỷ lục cho tháp Chàm Phú Diên là tháp Chàm Cổ chìm sâu dưới cồn cát ven biển được khai quật và bảo tồn đầu tiên tại Việt Nam và là tháp Chàm Cổ bằng gạch chìm sâu dưới cồn cát ven biển được khai quật và bảo tồn đầu tiên trên thế giới.